Tủ bếp hiện đại ngày càng đi đầu xu hướng trong thiết kế nội thất phòng bếp nhờ vào sự đa dạng về kiểu dáng và thiết kế. Hôm nay, nhà bếp Sinh sẽ giới thiệu cho các bạn những mẫu tủ bếp sang trọng, độc đáo và ấn tượng đang được khách hàng ưa chuộng nhất hiện nay. Các bạn cùng đón xem video này nhé! Lựa chọn đầu tiên khi bạn muốn sở hữu một gian bếp trẻ trung và hiện đại, không thể không nhắc đến các mẫu bếp chất liệu gỗ công nghiệp acrylic bóng gương. Với rất nhiều màu sắc đa dạng, có độ bóng cao và chiều sâu hơn các loại vật liệu khác như inox, kính, nhôm. Tủ bếp acrylic bóng gương còn sở hữu rất nhiều ưu điểm vượt trội từ chất liệu như khả năng chịu lực tốt, chịu nhiệt cao, không bị thấm nước, chống ẩm tốt và đặc biệt là không bị cong ven trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, bề mặt bóng gương rất dễ dàng lau chùi khi vệ sinh, giữ được độ bền đẹp theo thời gian, mang đến một không gian bếp tươi sáng, sang trọng và thu hút ánh nhìn của mọi người. Nếu như bạn là một người không thích sự bóng bẩy của chất liệu tráng gương thì hãy tham khảo các mẫu bếp laminate sau đây nhé. Tủ bếp laminate được sản xuất bởi thùng tủ từ cúc lõi xanh MDF kháng ẩm, có tính cứng chắc, chống cong ven, nứt nẻ và mối mọt xâm hại. Đặc tính này đã nâng cao tuổi thọ của sản phẩm lên gấp nhiều lần so với gỗ công nghiệp trước đây. Mặt cắm dán phủ lớp laminate bằng công nghệ dán hiện đại, có tính thẩm mỹ cao, bền bỉ với thời gian. Hậu tủ thì cách ẩm kháng nước dễ lâu nên dù tủ có kê sát tường thì tủ cũng sẽ không bị ẩm mốc, mối mọt, từ đó nâng cao tuổi thọ của sản phẩm hơn. Vật liệu laminate có nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm cả những màu gỗ đẹp, gần gũi và thân thiện. Đường nét màu sắc vân gỗ cũng rất là tinh tế, nhìn như là gỗ thật vậy đấy. Ở dòng vân gỗ thì cả acrylic và melamin đều sở hữu các bộ sưu tầm vân gỗ riêng, nhưng được khách hàng yêu thích và lựa chọn sử dụng nhiều nhất vẫn là dòng laminate vân gỗ, bởi độ đồng đều màu cao hơn, chân thật hơn và giá thành cũng hợp lý hơn. Hiện nay, bên cạnh các dòng vân gỗ thì các mẫu bếp vân đá cũng đang rất được chú ý đến. Chất liệu vân đá mang vẻ đẹp tự nhiên, dễ kết hợp nội thất nên được khách hàng lựa chọn nhiều. Laminate vân đá cung cấp nhiều họa tiết khác nhau nên phù hợp với nhiều không gian và vật dụng thiết kế khác nhau. Không chỉ dễ dàng lau chùi, bảo quản mà còn thân thiện với môi trường, bề mặt vật liệu trơn nhẵn nhưng an toàn cho các đối tượng sử dụng. Đồng thời, đây là vật liệu dễ dàng thi công, giúp quá trình lắp đặt được dễ dàng hơn, không ảnh hưởng đến chất lượng của không gian. Tủ bếp gỗ veneer là trung gian của tủ bếp gỗ tự nhiên và tủ bếp gỗ công nghiệp. Gỗ veneer có bề mặt là gỗ tự nhiên, được lát mỏng sau đó dán lên gỗ công nghiệp, vì thế nó mang vẻ đẹp của gỗ tự nhiên. Quý khách yêu thích vẻ đẹp của gỗ tự nhiên mà lại có nỗi lo về tài chính thì tủ bếp veneer sẽ là lựa chọn hoàn hảo nhất, vì đã qua xử lý kỹ thuật nên có khả năng chống ẩm, chống cong ven, mối mọt là rất tốt. Ngoài ra, tủ bếp veneer còn có kết cấu rất ổn định và chắc chắn nên độ bền của sản phẩm không thua kém nhiều so với tủ bếp gỗ tự nhiên nguyên khối. Và với những mẫu tủ bếp hiện đại mà nhà bếp Sinh vừa giới thiệu cho các bạn, hy vọng rằng các bạn sẽ có được một cái nhìn mới về xu hướng thiết kế tủ bếp năm nay và có được những ý tưởng cho chính phòng bếp của gia đình mình. Bằng những nỗ lực không ngừng qua hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành, nhà bếp Sinh chắc chắn sẽ đáp ứng được tối đa nhu cầu nội thất của gia đình bạn. Và hãy truy cập vào đường link www.nhabepsinh.com để tham khảo thêm rất nhiều mẫu bếp hiện đại khác cũng như đăng ký để được tư vấn miễn phí nhé.